Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món đầu tiên là thịt bắp giò heo luộc. Phần thịt này thì nó rất là mềm, mặc dù nó có mỡ nhưng mà nó không có ngán. Còn thịt đây ngon nè, chấm mắm ớt bao ngon luôn. Còn đây là thịt nạc vai heo 3 lạng rưỡi, xào với hành, chế độ cho người này ăn. Còn đây là đĩa thịt của Juni, nhưng mà Juni không ăn hết đâu, có ra anh ăn 2/3 nữa, thêm nửa trái bí nữa, thơm quá. Làm gì nửa trái bí, đây là nửa ký bí nha mấy bạn. À, nửa thì trái bí 1 ký, nửa trái là nửa ký, các bạn mua nguyên trái. À vậy hả, trái còn, nửa ký hả, đúng không? Còn đây là bí nấu theo kiểu á, là đây là nước luộc thịt, bỏ thịt ra cắt xong thả bí vô đó thành canh. Đây là toàn cảnh quan bữa ăn của mình. Cái này chúng ta gọi là ăn kiêng đó các bạn, nghĩa là ăn ưu tiên là hấp luộc. Mặc dù với những người mà quen ăn nhà hàng quán mấy món mà suốt ngày mà đi ăn mấy thức ăn nhanh thì ăn kiểu này hơi ngán thiệt, mới đầu vô ăn ngán, ăn khó ăn. Mà các bạn bắt đầu chúng ta ăn quen rồi á, thật sự nó rất là tốt cho các bạn, bởi vì là khi dinh dưỡng mà các bạn ăn như thế này á, nó hấp thụ với một cái giá trị dinh dưỡng nguyên, không có bị lai tạp, cũng như là không có bị phân hủy mất đi chất như những đồ ăn mà nếu chúng ta chiên xào quá lâu hoặc chế biến đi chế biến lại nhiều dầu mỡ. Thêm nữa là cái lượng calorie mà các bạn ăn từ những đồ ăn này á, nó thấp hơn. Thay vì là cái miếng thịt này chúng ta ướp thêm đường rồi chúng ta đem lên chiên thì chúng ta ăn luôn, thì thật sự là ít calorie hơn. Với những người mà đang giảm cân, giảm mỡ thì cái cách ăn này nó làm cái lượng calorie của các bạn hạ thấp hơn, lượng đường hạ thấp hơn. Đây là cách ăn rất là phù hợp với những người tập luyện thể thao, tập quen. Và thật sự là nếu mà cho một lời khuyên thì tôi khuyên là các bạn nên sắp xếp xây dựng những bữa cơm gia đình ăn đều như thế này quanh năm. Bởi vì là các bạn có thể đa dạng cách chế biến lên một chút, bỏ nhiều gia vị, đa dạng cái hương vị hơn một chút để phù hợp với cái khẩu vị của bạn. Cũng có thể là ăn mặn thêm một tí xíu thôi, tí xíu thôi, hoặc ăn ngọt thêm một tí xíu thôi. Tất nhiên là chỉ một chút thôi. Còn những người mà các bạn đang ăn ngọt quá hay mặn quá, bắt đầu các bạn nên tập thói quen là bớt lại dần một chút những cái gia vị ngọt và những gia vị mặn. Đó, rồi nó sẽ giúp bạn khỏe hơn, giảm cân, giảm mỡ, bớt đi cái lượng calorie thừa hấp thụ vô cơ thể. Còn tất nhiên là những bữa ăn này nó phải kèm thêm với rau. Đây, rau và bí, tại vì trong này nó có một cái hàm lượng chất xơ và vitamin rất là tốt. Nó cung cấp cho cơ thể những cái khoáng chất, những cái vitamin rất là cần thiết để cho cơ thể của bạn khỏe mạnh. Đôi khi chúng ta không cần phải quá chú trọng vào việc là cứ cảm thấy là cơ thể mình nó thiếu vitamin, nó thiếu rau thì chúng ta lại sử dụng thêm những cái thực phẩm bổ sung đó. Tại vì cơ bản là các bạn có thể dễ dàng ăn những cái đồ ăn tự nhiên như thế này, nấu tại nhà nó cũng rất là nhanh và rất đơn giản. Hãy cố gắng sắp xếp những bữa ăn gia đình như thế này, nó rất là tốt cho sức khỏe và tâm trạng, cho thể chất của bạn về lâu và dài. Liên quan gì đến tâm trạng? Ăn tốt cơ thể nó ảnh hưởng đến hormone nha em. Ăn nhiều những cái đồ ăn mà chiên xào nhiều dầu mỡ, nhiều đường quá, nó làm giảm cái lượng hormone trong cơ thể đối với cả nam và nữ. Những điều đó nó ảnh hưởng đến tâm trạng, nó dễ dẫn đến stress hơn. Rồi. Này nó thanh đạm và nó thoải mái hơn rất là nhiều nha. Rồi chúc các bạn ăn ngon. Chưa, nhưng mà làm thịt luộc xong mới nhớ chưa giả nước mắm, nên anh hãy giữ máy cho em đi giả nước mắm đi. Thôi cắt đi em giả xong. À chỉ cách giả nước mắm.